Vâng, xin kính chào tất cả quý bà con. Chúng ta đây là cái bồn 500 lít nước. Nhiều bà con hỏi mình bây giờ mình pha phân bón sao để mà chúng ta tưới cho cái vườn của mình. Thì thường thường là 500 lít nước thì chúng ta tưới cho mỗi cây đang sinh trưởng, mà cây khoảng 2 năm 3 năm như bà anh camera anh quay cho bà con chúng ta xem một chút xíu. Thì cây khoảng mà cỡ 3 năm 2 năm thôi là bà con chúng ta tưới mỗi cây 10 lít, đúng không anh Nghi? Đây, mỗi cây 10 lít thì mỗi cây 10 lít thì chúng ta tưới được 50 cây. Đúng không? Là cái vườn này là khoảng 70 mấy cây thì chúng ta có thể là pha đậm hơn chút xíu tùy theo cái lượng thuốc mà mình chia cho cái cường của mình. Ví dụ như bà con chúng ta là 50 cây thì chúng ta sẽ tưới 500 lít nước, và với cái lượng thuốc như thế nào bà con chúng ta sẽ pha như thế này ha bà con. Thì một cái can siêu dưỡng cây, bà con chúng ta thấy em để đây cho bà con chúng ta thấy luôn ha, hy vọng mà đừng có tuột. Rồi một can siêu dưỡng cây, một can siêu dưỡng cây chúng ta cộng với 2 kg trico humic. Rồi 2 kg trico humic, 2 kg nha bà con, 2 kg nha, tại vì do em cầm cái tay em cầm không được á. Rồi bà con chúng ta cộng với 2 kg humic hoa kỳ nữa thì chúng ta pha cho 2000 lít nước. Thì nãy giờ anh em mình pha như thế nào bà con ơi? Thì bà con chúng ta cái bồn 500 lít nước thì chúng ta chia ra là làm 4, đúng không nữa? Chúng ta chia làm 4. Thì 2000 lít nước thì chúng ta, đây là cái bồn 500 lít nước thì chúng ta chia làm 4. Chúng ta chia làm 4 thì một cái can siêu dưỡng cây như thế này 5 lít, chúng ta chia làm 4 thì chúng ta lấy được là 1 lít 25. Đúng không anh Nghi? 1 lít 25. Thì 1 lít 25 là cái lít 25 siêu dưỡng cây nha bà con. Nó có 1 lít 25 hay là 1 lít rưỡi thì cũng không có sao hết á. Không có bổ đầu này cũng bổ đầu kia. Đó là cái bồn cho bồn 500 lít nước nha bà con nha. Thì bà con chúng ta nhớ điều đó. Thì khi bà con chúng ta pha, chúng ta trút siêu dưỡng cây vào đây. Rồi thì đối với chúng ta chia làm 4 thì chúng ta đang có là 2 kg humic hoa kỳ, 2 kg trico humic thì chúng ta chia làm 4. Thì vậy á thì một cái bồn 500 lít nước là chúng ta cho nửa kg trico humic, nửa kg humic hoa kỳ. Đúng rồi ngay đúng không bà con? Đó thì lâu lâu thì em cũng hay giỏi toán chút xíu trong cái lúc này, chứ còn những cái lúc khác thì cũng không được giỏi gì mấy. Nhưng mà con chúng ta cũng thông cảm ha. Rồi trong cái quá trình mà bà con chúng ta vô nước nửa bồn. Bà con chúng ta vô nước nửa bồn rồi bắt đầu bà con, cái này là em có pha rồi nha bà con nha. Em quay cái video lại cho bà con chúng ta thôi. Là em có pha rồi. Rồi vô nước nửa bồn, sau đó thì bà con chúng ta sẽ trút cái siêu dưỡng cây, trút cái humic hoa kỳ, cái trico humic vào, và bà con bắt đầu là mở cái bồn này, mở nước vào. Mở nước vào của cái bồn rồi bà con chúng ta thấy rõ đây, đây nước vào nó đảo thuốc luôn bà con. Đó thì bà con chúng ta muốn á là chúng ta đảo thuốc á thì bà con có thể để riu riu cái bồn này. Chúng ta để riu cho nó đảo cái thuốc. Rồi ở dưới á thì bà con chúng ta thấy đầu khi nó đầy cái bồn rồi đó thì bà con chúng ta bắt đầu khó lại. Khó lại khi chúng ta hút thì qua cái máy bơm á thì cái máy bơm nó có những cái cánh quạt, và cái hệ thống lọc của nó có những cánh quạt thì nó sẽ tự hút, và cái quạt nó sẽ đảo phân. Đó khi mà bà con đi nửa bồn rồi. Đó bà con sẽ trút cái nước vào, hoặc là bà con chúng ta trút thuốc trước rồi cho bà con chúng ta trút nước vào thì nó sẽ đảo cái này phân bón nên không có sao hết, bà con chúng ta vô tư ha. Em lấy tem quậy nãy giờ bình thường bà con chúng ta có thể thấy này, đây là những dòng tinh chất của siêu dưỡng cây ha. Cái bọt này là cái bọt tự nhiên nó tạo ra nha bà con, chứ không phải bọt xà bông đâu. Cái bọt tự nhiên là khi mà chúng ta mà đánh á, cái máy nó chạy á, còn bà con chúng ta có thể coi siêu dưỡng cây này. Đây siêu dưỡng cây thì em xử lý cho bà con chúng ta đây. Bà con thấy cái tay của em không? Cái trà lên thì ở trong này nó có amino acid, có rong biển tạo biển, mà nó không còn những cái hạt gì mà cụm nữa bà con, nó lăn tưng ha. Thì nó nhìn nó láng cái tay này. Bà con chúng ta, thế nên bà con chúng ta thấy lâu lâu em pha thuốc sao cái tay của em, trời ơi tay của mày sao mà như láng như tiền gái vậy. Bà con chúng ta thấy này, giò dính đất rồi đó. Thơm không anh Nghi? Nó thơm cái mùi của fluvit, của amino nha bà con nha. Nó thơm cái mùi của rong biển. Rong biển này mà con lâu lâu bà con chúng ta ăn su sa đó. Ở miền Tây gọi là su sa là gì ta? Săn xương sâm vậy hả? Xương sáo vậy, rong biển đó bà con. Thì lâu lâu bà con chúng ta ăn cái loại đó là một cái giọng mà gọi là rong biển. Nó giúp cho con người chúng ta mát mẻ, đặc biệt là mùa hè ha. Làm ly su sa nữa. Ở miền Trung của em cái câu vậy nè, su sa thì ít vốn nhiều lời, nuốt vô cái ọt thì rầu đời su sa. Miền Trung em có cái câu đấy á, còn không biết ở miền Tây có cái câu gì. Thế bà con chúng ta sử dụng cái siêu dưỡng cây. Cái vườn này là sử dụng cái siêu dưỡng cây. Thì bà con chúng ta có thể thấy rằng là sau một cái thời gian sử dụng khoảng 2 cử, cái này khoảng 2 cử thôi, thì bà con chúng ta thấy rằng là cây nó đã xanh tốt trở lại. Hồi xưa xuống cái vườn này em cũng nói thiệt với bà con là nó cũng hơi tàn tạ. Không, cái này có anh làm chứng đúng không? Cái này nó cũng nói thiệt mà. Thì cái vườn nó cũng hơi tàn tạ rồi, lá nó không có xanh, lá nó không có dày, rồi đọt thì có lúc không, cây thì nó lưa thưa vài cái lá. Thì sau khoảng 2 tuần
là mình can thiệp, mình xử lý cho ống nước, cho phân bón, tất cả mọi thứ và tưới qua hệ thống qua đèo luôn. Thì bây giờ bà con chúng ta cũng biết rằng làm nông lâu lâu mình cũng phải nhàn rỗi, chứ làm nông mà suốt ngày bà con chúng ta rải phân rồi chúng ta xịt thuốc rồi chúng ta các kiểu này nọ, không có cái bồn. Cái bồn này á, bà con chúng ta đầu tư này, anh camera anh qua đây anh quay cho bà con chúng ta xíu để mình có nói cho bà con chúng ta chút xíu ha. Thì cái máy bơm bà con chúng ta đầu tư á, là đã đầu tư bình thường cho cái hệ thống của mình rồi. Vậy thì cái bồn chúng ta mua cái bồn 500 lít này nó khoảng cỡ 1 triệu không ta? 2 triệu trở lại á. Thì cỡ đấy 2 triệu trở lại thì em nghĩ rằng 2 triệu còn dư á. Dư. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái bồn này là cái chúng ta về chúng áp dụng cái nguyên lý như thế nào? Thì cái nguyên lý của chúng ta là lấy nước vô của cái bồn là từ nước ra của máy bơm. Và cái máy bơm nó sẽ hút, thì nó hút sao? Nó hút từ cái dưới mương kia lên. Và nó hút, coi đây có một cái van nữa. Thì khi bây giờ mình pha thuốc rồi đúng không bà con, thì mình khóa cái van kia lại. Và có một số bà con chúng ta có thể đảo thuốc thì mở nhẹ cái này ra để cho nó đảo. Đó, nó đẩy này, nó đảo này. Rồi bà con chúng ta mở luôn cái này ra là đảo thuốc đó bà con. Rồi chúng ta mở ra, đây cái chỗ đây nè, Nghi quay lại cho bà con chúng ta xem, đưa cái camera anh quay cho. Đó, để đây bà con chúng ta này, đây cái chỗ này nè, đó là khóa lại là nó không có hút vô bồn nha. Mở ra là anh hút, đó, nó hút này, cái dây này đây. Đó, đây, đây là cái hút ra, đây là cái nước vô. Chỉ vậy thôi, đơn giản, tôi là Maria ha bà con. Rồi, chúng ta sử dụng cái siêu dưỡng cây cộng với Humix Hoa Kỳ cộng với Trico Humix. Thêm nữa, thì anh camera anh quay, anh mic được Nghi, anh quay cái mặt anh đẹp đẹp đó, nãy giờ quay xấu quá, đẹp trai không? Đẹp trai chưa? Đẹp trai rồi không bà con? Rồi, thì đây là cái nguyên tắc mà mình khóa van nha bà con. Thì chúng ta sẽ khóa lại, thì nước nó chỉ hút dưới kia lên. À, con vậy bà con chúng ta hỏi mình nè, cái này câu hỏi này cũng nhiều anh em hỏi và nghe cả rất là nhiều bà con cũng thắc mắc. Vậy thì khi mình hút như vậy là lượng phân nó có lỏng không? Cái này là chúng ta tính toán trên số lượng cây ở trong vườn của mình. Cái này ví dụ nha, bà con, thì chúng ta pha liều lượng á, ví dụ như 50 cây chúng ta pha cho nửa ký Humix Hoa Kỳ, nửa ký Trico Humix và 1 lít 25 là siêu dưỡng cây. Nhưng nếu chúng ta 70 cây thì sao? Thì bà con sẽ nâng cái lượng thuốc lên và bà con cũng bỏ vô cái bồn đây. Không cần, chúng ta không cần phải làm thêm lần hai. Và cái vậy thì bà con chúng ta sẽ hỏi mình, vậy cái lượng thuốc này nó lỏng không? Thực ra là nó nằm ở trên cái vườn của mình. Nhưng bà con, nó nằm ở trên cái vườn của mình. Yên tâm, nó không có sao hết. Nó nằm ở trên cái vườn của mình mà bà con tính toán làm sao mà nó đủ cái lượng thuốc và cái lượng cây là được rồi. Bà con chúng ta cứ tính vậy là nó đơn giản. Chúng ta không cần phải pha, thí dụ như tao 1000 cây hay là tao 500 cây thì chúng ta pha 10 lần vậy thì cũng ham mỏ. Nhưng bà con chúng ta chia vào cái lượng ra, thí dụ một lần bà con chúng ta tưới 200 cây thôi. Ví dụ như cái bồn này chúng ta tưới 200 cây, chúng ta sẽ chia bé ra chúng ta tưới cho 200 cây thì bà con pha cho thuốc 200 cây. Khi nào nó hết thuốc xong, bà con sẽ đi qua một cái clip khác. Chúng ta chia cái clip qua, khóa van bên này lại, mở cái van bên kia thì bà con chúng ta cũng pha cho 200 cây như vậy. Thì đối với một số cái vườn lớn thì bà con chúng ta tính toán. Nói chung là cái lượng phân bón chúng ta tính theo đầu cây là bà con dễ làm nhất nha bà con nha. Còn cái van này bà con chúng ta mở là đảo thuốc. Bà con mở cái này có nghĩa là nó chỉ, bây giờ mình mở chỗ này ha, là nó hút ra. Rồi bà con chúng ta sợ là nó không có đảo thuốc không này nọ thì bà con chúng ta mở cái này ra nữa. Có nghĩa là vừa lượng hút và cái vừa lượng hút ra và cái vừa lượng vô, nó vừa đủ cân bằng đến một cái thời điểm mà cái nước của chúng ta nó trắng trở lại, hoặc là bà con chúng ta đứng chịu khó canh. Ví dụ như bà con chúng ta khó cái này lại rồi chịu khó đứng canh, mà thực ra là đứng canh cũng chắc cái này làm ly cà phê nó cũng hết thôi, cỡ 10 phút là hết. Cỡ 10 phút là hết, là chúng ta bắt đầu là có một cái mình chuyển qua cái clip khác như vậy. Còn ví dụ như cái vườn của bà con gồm một lần 200 cây luôn thì bà con cứ tính cái lượng thuốc ở trong 200 cây thôi. 200 cây thì bà con chúng ta đẩy hết luôn cái lượng phân này luôn. Đúng không? Ví dụ như là một cái bộ combo là một can siêu dưỡng cây 5 lít cộng với hai gói Humix Hoa Kỳ, hai gói Trico Humix, chúng ta pha cho 2000 lít nước chúng ta tưới gốc thì mỗi gốc chúng ta 10 lít thì chúng ta được 200 cây. Đó, 200 cây chúng ta tưới một lần một cái phẹt luôn là rồi, xong, dồn cho nó. Bà con nhớ điều đấy là được rồi hả bà con. Rồi, còn cái video này thì cũng kết thúc video. Ở trên thì chúng ta phun cái rồng xanh kéo đọt qua lá nữa. Cái rồng xanh kéo đọt chúng ta pha cho 400 lít nước, có thể cộng với sâu rầy. Thì sâu rầy thì bà con chúng ta hay mua các cái sản phẩm về sâu rầy này, mình đề xuất cho bà con chúng ta ha, chờ em cúi xuống em lấy. Thì cái sâu rầy bà con chúng ta có thể cộng với mạnh tướng diệt rầy ha.
ok, mảnh tướng diệt rầy, đây là màu xanh, mảnh tướng diệt rầy màu đỏ đó. Hai cái này là hai cái hoạt chất khác nhau nha bà con. Nó cùng có một cái hoạt chất chung đó là buprobenzin, nhưng cái hoạt chất mà phụ thêm nó thì hoạt chất khác để ngăn ngừa cái vấn đề là kháng thuốc. Rồi lâu lâu bà con chúng ta thấy cái vườn của mình có rệp sáp, có sâu đục thân đục cành thì bà con chúng ta sử dụng cái chai rồng đỏ này, nó vừa tiêu diệt rệp sáp, vừa tiêu diệt rầy, sâu bọ cánh cứng nó làm láng hết thì cái chai này nha bà con nha. Đó rồi, chai này thì những cái sản phẩm mà thuốc bảo vệ thực vật này đều cộng với cái rồng xanh kéo đọt được. Rồi chúc cho bà con chúng ta sức khỏe, và bà con chúng ta cần về tư vấn kỹ thuật, cần về hỗ trợ kỹ thuật thì bà con chúng ta có thể kết nối với Willow Farm để các bạn chuyên viên tư vấn cho hỗ trợ cho bà con chúng ta. Thì hôm nay mình pha siêu dưỡng cây để tưới cho cái nhà vườn này nha bà con nha. Còn bây giờ thì bà con nhớ là tưới vào buổi sáng sớm và buổi chiều mát nha bà con. Thì bây giờ tầm là khoảng tầm bây giờ là hai anh em lên cái vườn này là tầm bây giờ là cũng có cỡ 8 giờ để coi thứ 8 giờ chưa. Rồi cỡ 8 giờ 2 phút nha bà con. Nên là bà con chúng ta thấy nắng nó cũng yêu chút xíu, nhưng mà sáng giờ mình làm khá là nhiều video rồi. Thôi bye bye bà con. Bye bye.